Câu chuyện số 1 Sự sáng tạo Sự sáng tạo được khởi đầu như thế này Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ và mọi thứ trong đó trong 6 ngày Ngài đã tạo dựng trái đất Nó tối đen và trống không Không có gì được hình thành ở bên trong cả nhưng thần của Đức Chúa Trời đã ở đó và vận hành trên mặt nước. Sau đó, Đức Chúa Trời phán: "Phải có ánh sáng!" thì liền có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt lành và gọi nó là ngày. Rồi Ngài phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối và gọi bóng tối là đêm đức chúa trời đã tạo dựng ánh sáng vào ngày đầu tiên của công cuộc sáng tạo vào ngày thứ hai đức chúa trời phán và tạo dựng ra bầu trời ngài tạo ra bầu trời bằng cách phân rẽ nước ở trên khoảng không và nước ở dưới khoảng không vào ngày thứ ba đức chúa trời phán và phân rẽ nước khỏi đất khô ngài gọi chỗ khô là đất liền và gọi chỗ có nước là biển đừng chúa trời thấy mọi sự mình tạo dựng đều tốt lành sau đó đừng chúa trời phán đất hãy sinh tất cả các loại cây và cỏ và điều đó liền xảy ra đừng chúa trời thấy mọi sự mình tạo dựng đều tốt lành vào ngày thứ tư của công cuộc sáng tạo đừng Chúa Trời phán và tạo ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Đừng Chúa Trời tạo chúng để ban ánh sáng cho trái đất và làm dấu hiệu cho ngày, đêm, mùa và năm. Đừng Chúa Trời thấy những gì mình tạo dựng là tốt lành. Vào ngày thứ năm, đừng Chúa Trời phán và tạo ra mọi loài bơi ở dưới nước và tất cả các loài chim. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành và ban phước cho chúng. Vào ngày thứ sáu của công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời phán, phải có tất cả các loài vật bò trên mặt đất, và điều đó liền xảy ra như Đức Chúa Trời phán. Có ho các gia súc, các sinh vật bò trên mặt đất và các loài thú rừng và đức chúa trời thấy điều đó là tốt lành sau đó đức chúa trời phán chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ảnh ta và giống như chúng ta họ sẽ có quyền trên cả đất và trên tất cả các loài động vật vậy đức chúa trời lấy bụi đất nắn lên hình người nam và hạ sinh khí vào ông người nam này tên là adam đừng Chúa trời trồng một khu vườn nơi Adam có thể sống và đặt ông vào đó để chăm sóc vườn. ở giữa vườn, đừng Chúa trời trồng hai cái cây đặc biệt là cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác. đừng Chúa trời bảo Adam rằng ông có thể ăn mọi loại trái cây trong vườn ngoại trừ cây biết điều thiện điều ác. Nếu hư ông ăn cây đó, thì chắc chắn ông sẽ chết. Sau đó, đừng chúa trời phán, con người ở một mình thì không tốt, nhưng chẳng có loài vật nào có thể là người giúp đỡ cho Adam. Vì vậy, đừng chúa trời làm cho Adam ngủ mê. Sau đó, chú hơ lấy một cái xương sườn của Adam và làm thành một người nữ rồi mang đến cho ông. Khi Adam nhìn thấy bà thì nói, Xem kìa, người này giống hệt tôi. Hãy gọi người này là người nữ, vì người nữ được tạo thành từ người nam. Đó là lý do tại sao người nam phải lìa cha mẹ và trở lên một với vợ mình. Đức Chúa Trời tạo lên người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài ngài ban phước cho họ và bảo họ hãy sinh sản nhiều và làm cho đầy dẫy đất đức chúa trời thấy mọi thứ mình tạo dựng đều tốt lành và ngài rất hài lòng về tất cả chúng điều này diễn ra vào ngày thứ sáu của công cuộc sáng tạo đến ngày thứ bảy đức chúa trời hoàn thành các công việc của mình vì vậy ngài nghỉ ngơi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa nó, bởi vì vào ngày đó Ngài nghỉ ngơi khỏi mọi công việc của mình. Đó là cách Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ và mọi thứ trong đó. Câu chuyện Kinh Thánh được trích trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 và đoạn 2.